21 La Mã phẩm bậc chân nhân. 1. Các học pháp. Này các tỷ kheo, ta sẽ giảng cho các thầy về những người không chân nhân và người không chân nhân hơn cả người không chân nhân, về bậc chân nhân và về bậc chân nhân hơn cả bậc chân nhân. Hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ nói. Thưa vâng bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Này các tỷ kheo, thế nào là người không chân nhân? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người sát sanh, lấy của không cho, tà hạnh trong các dục, nói láo, đắm say rượu men, rượu nấu. Người này, này các tỷ kheo, được gọi là người không chân nhân. Này các tỷ kheo, thế nào là người không chân nhân còn hơn cả người không chân nhân? Ở đây, này các tỷ kheo, có người tự mình sát sanh và khích lệ người khác sát sanh, tự mình lấy của không cho và khích lệ người khác lấy của không cho, tự mình sống tà hạnh trong các dục và khích lệ người khác sống tà hạnh trong các dục, tự mình nói láo và khích lệ người khác nói láo, tự mình đắm say rượu men, rượu nấu và khích lệ người khác đắm say rượu men, rượu nấu. Người này, này các tỷ kheo, được gọi là người không chân nhân còn hơn cả người không chân nhân. Và này các tỷ kheo, thế nào là bậc chân nhân? Ở đây, này các tỷ kheo, có người từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu. Người này, này các tỷ kheo, được gọi là bậc chân nhân. Và này các tỷ kheo, thế nào là bậc chân nhân còn hơn cả bậc chân nhân? Ở đây, này các tỷ kheo, có người tự mình từ bỏ sát sanh và khích lệ người khác từ bỏ sát sanh, tự mình từ bỏ lấy của không cho và khích lệ người khác từ bỏ lấy của không cho, tự mình từ bỏ tà hạnh trong các dục và khích lệ người khác từ bỏ tà hạnh trong các dục, tự mình từ bỏ nói láo và khích lệ người khác từ bỏ nói láo, tự mình từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu và khích lệ người khác từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu. Người này, này các tỷ kheo, được gọi là bậc chân nhân còn hơn cả bậc chân nhân. 2. Người có lòng tin. Và này các tỷ kheo, ta sẽ giảng cho các thầy về người không chân nhân và người không chân nhân hơn cả người không chân nhân, về bậc chân nhân và bậc chân nhân còn hơn cả bậc chân nhân. Hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ nói. Thưa vâng bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Và này các tỷ kheo, thế nào là người không chân nhân? Ở đây, này các tỷ kheo, có người không có lòng tin, không có xấu hổ, không có sợ hãi, nghe ít, biến nhát, thất niệm, liệt tuệ. Người này, này các tỷ kheo, được gọi là người không chân nhân. Và này các tỷ kheo, thế nào là người không chân nhân còn hơn cả người không chân nhân? Ở đây, này các tỷ kheo, có người tự mình không tin và khích lệ người khác không tin, tự mình không xấu hổ và khích lệ người khác không xấu hổ, tự mình không sợ hãi và khích lệ người khác không sợ hãi, tự mình nghe ít và khích lệ người khác nghe ít, tự mình biến nhát và khích lệ người khác biến nhát, tự mình thất niệm và khích lệ người khác thất niệm, tự mình liệt tuệ và khích lệ người khác liệt tuệ. Này các tỷ kheo, đây gọi là người không chân nhân còn hơn cả người không chân nhân. Và này các tỷ kheo, thế nào là bậc chân nhân? Ở đây, này các tỷ kheo, có người có lòng tin, có xấu hổ, có sợ hãi, nghe nhiều, siêng năng tinh cần, có niệm, có trí tuệ. Người này, này các tỷ kheo, được gọi là bậc chân nhân. Và này các tỷ kheo, thế nào là bậc chân nhân còn hơn cả bậc chân nhân? Ở đây, này các tỷ kheo, có người tự mình đầy đủ lòng tin lại khích lệ người khác có đầy đủ lòng tin, tự mình có xấu hổ và khích lệ người khác có xấu hổ, tự mình có sợ hãi và khích lệ người khác sợ hãi, tự mình có nghe nhiều và khích lệ người khác nghe nhiều, tự mình siêng năng tinh cần và khích lệ người khác siêng năng tinh cần, tự mình chánh niệm
và khích lệ người khác chánh niệm, tự mình có trí tuệ và khích lệ người khác có trí tuệ. Người này, này các tỷ kheo, được gọi là bậc chân nhân còn hơn cả bậc chân nhân. 3. Kẻ tàn hại chúng sanh. Này các tỷ kheo, ta sẽ giảng cho các thầy về người không chân nhân và người không chân nhân còn hơn cả người không chân nhân, về bậc chân nhân và bậc chân nhân còn cả bậc chân nhân. Hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ nói. Thưa vân bạch Thế Tôn, các tỷ kheo ấy dâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Và này các tỷ kheo, thế nào là người không chân nhân? Ở đây, này các tỷ kheo, có người sát sanh, lấy của không cho, tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời cô ác, nói lời phù phiếm. Người này, này các tỷ kheo, được gọi là người không chân nhân. Và này các tỷ kheo, thế nào là người không chân nhân còn hơn cả người không chân nhân? Ở đây, này các tỷ kheo, có người tự mình sát sanh, còn khích lệ người khác sát sanh, tự mình lấy của không cho, còn khích lệ người khác lấy của không cho, tự mình tà hạnh trong các dục, còn khích lệ người khác tà hạnh trong các dục, tự mình nói láo và khích lệ người khác nói láo, tự mình nói hai lưỡi và khích lệ người khác nói hai lưỡi, tự mình nói lời thô ác và khích lệ người khác nói lời thô ác, tự mình nói lời phù phiếm và khích lệ người khác nói lời phù phiếm. Người này, này các tỷ kheo, được gọi là người không chân nhân còn hơn cả người không chân nhân. Và này các tỷ kheo, thế nào là bậc chân nhân? Ở đây, này các tỷ kheo, có người từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời thô ác, từ bỏ nói lời phù phiếm. Người này, này các tỷ kheo, được gọi là bậc chân nhân. Và này các tỷ kheo, thế nào là bậc chân nhân còn hơn cả bậc chân nhân? Ở đây, này các tỷ kheo, có người tự mình từ bỏ sát sanh, còn khích lệ người khác từ bỏ sát sanh, tự mình từ bỏ lấy của không cho, còn khích lệ người khác từ bỏ lấy của không cho, tự mình từ bỏ tà hạnh trong các dục, còn khích lệ người khác từ bỏ tà hạnh trong các dục, tự mình từ bỏ nói láo, còn khích lệ người khác từ bỏ nói láo, tự mình từ bỏ nói hai lưỡi, còn khích lệ người khác từ bỏ nói hai lưỡi, tự mình từ bỏ nói lời thô ác, còn khích lệ người khác từ bỏ nói lời thô ác, tự mình từ bỏ nói lời phù phiếm, còn khích lệ người khác từ bỏ nói lời phù phiếm. Người này, này các tỷ kheo, được gọi là bậc chân nhân còn hơn cả bậc chân nhân. 4. Mười hạnh. Giống như kinh số 203, chỉ thêm vào ba pháp sau là có tham, có sân và tà kiến. 5. Con đường tám ngành. Và này các tỷ kheo, thế nào là người không chân nhân? Ở đây, này các tỷ kheo, có người tà kiến, có tà tư duy, có tà ngữ, có tà nghiệp, có tà mạng, có tà tinh tấn, có tà niệm, có tà định. Người này, này các tỷ kheo, được gọi là người không chân nhân. Và này các tỷ kheo, thế nào là người không chân nhân còn hơn cả người không chân nhân? Ở đây, này các tỷ kheo, có người tự mình có tà kiến, còn khích lệ người khác có tà kiến, có tà tư duy, có tà ngữ, có tà nghiệp, có tà mạng, có tà tinh tấn, có tà niệm, có tà định, còn khích lệ người khác có tà định. Người này, này các tỷ kheo, được gọi là người không chân nhân còn hơn cả người không chân nhân. Và này các tỷ kheo, thế nào là bậc chân nhân? Ở đây, này các tỷ kheo, có người có chánh tri kiến, có chánh tư duy, có chánh ngữ, có chánh nghiệp, có chánh mạng, có chánh tinh tấn, có chánh niệm, có chánh định. Người này, này các tỷ kheo, được gọi là bậc chân nhân. Và này các tỷ kheo, thế nào là bậc chân nhân còn hơn cả bậc chân nhân? Ở đây, này các tỷ kheo, có người có chánh tri kiến, còn khích lệ người khác có chánh tri kiến, có chánh tư duy, có chánh ngữ, có chánh nghiệp, có chánh mạng, có chánh tinh tấn, có chánh niệm, có chánh định, và còn khích lệ người khác có chánh định. Người này, này các tỷ kheo, được gọi là bậc chân nhân còn hơn cả bậc chân nhân. 6. Con đường mười ngành.
Như kinh số 205 chỉ thêm hai pháp tà trí, tà giải thoát cho người không chân nhân và chánh trí, chánh giải thoát cho bậc chân nhân. 7. Kẻ ác độc. Này các tỷ kheo, ta sẽ giảng cho các thầy về người ác độc và người ác độc hơn người ác độc, về người hiền thiện và người hiền thiện hơn cả người hiền thiện. Hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ nói. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Này các tỷ kheo, thế nào là người ác độc? Ở đây, này các tỷ kheo, có người sát sanh, như trang 204 phần 2. Có tà kiến, người này, này các tỷ kheo, được gọi là người ác độc. Này các tỷ kheo, thế nào là người ác độc còn hơn người ác độc? Ở đây, này các tỷ kheo, có người tự mình sát sanh, còn khích lệ người khác sát sanh. Có người tự mình có tà kiến, còn khích lệ người khác có tà kiến. Người này, này các tỷ kheo, là người ác độc còn hơn người ác độc. Và này các tỷ kheo, thế nào là người hiền thiện? Ở đây, này các tỷ kheo, có người từ bỏ sát sanh, có chánh kiến. Người này, này các tỷ kheo, được gọi là người hiền thiện. Và này các tỷ kheo, thế nào là người hiền thiện còn hơn cả người hiền thiện? Ở đây, này các tỷ kheo, có người tự mình từ bỏ sát sanh, còn khích lệ người khác từ bỏ sát sanh, tự mình có chánh kiến, còn khích lệ người khác có chánh kiến. Người này, này các tỷ kheo, được gọi là người hiền thiện còn hơn cả bậc hiền thiện. 8. Kẻ ác độc. Giống như kinh số 206 với 10 đức tánh, chỉ khác ở đây có kẻ ác độc và người hiền thiện. Kinh trước nói đến bậc không chân nhân và bậc chân nhân. 9. Ác tánh. Này các tỷ kheo, ta sẽ giảng cho các thầy về người có ác tánh và người có ác tánh còn hơn người có ác tánh, về người có tánh hiền thiện và người hiền thiện còn hơn người có tánh hiền thiện. Hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ nói. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Và này các tỷ kheo, thế nào là người có ác tánh? Ở đây, này các tỷ kheo, có người sát sanh, có tà kiến. Người này, này các tỷ kheo, được gọi là người có ác tánh. Và này các tỷ kheo, thế nào là người có ác tánh còn hơn người có ác tánh? Ở đây, này các tỷ kheo, có người tự mình sát sanh, lại khích lệ người khác sát sanh, tự mình có tà kiến, còn khích lệ người khác có tà kiến. Người này, này các tỷ kheo, được gọi là người có ác tánh còn hơn người có ác tánh. Và này các tỷ kheo, thế nào là người có tánh hiền thiện? Ở đây, này các tỷ kheo, có người từ bỏ sát sanh, có chánh tri kiến. Người này, này các tỷ kheo, được gọi là người có tánh hiền thiện. Và này các tỷ kheo, thế nào là người có tánh hiền thiện còn hơn người có tánh hiền thiện? Ở đây, có người tự mình từ bỏ sát sanh, lại khích lệ người khác từ bỏ sát sanh, tự mình có chánh tri kiến, lại khích lệ người khác cũng có chánh tri kiến. Người này, này các tỷ kheo, được gọi là người có tánh hiền thiện còn hơn người có tánh hiền thiện. 10. Tánh ác độc. Như kinh số 208. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-âm.net